Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ năm nha quý vị, 6 tây tháng 10 năm 22 ha, 2022 nha. Combo này là combo 768 nha quý vị, 5 cây kim ba xưa 350 bao phí ship nha quý vị. Anh nào muốn mua hai cây cũng được, hai cây thì 200 bao phí ship, tại vì cái thiện phí ship nó hết 50k rồi nha quý vị. Đó, cho lựa luôn, ông nào muốn mua đó là tôi phục vụ luôn. Cái này thì còn được có mười mấy cây thôi, bán 5 cây này thì còn lại cũng 7-8 cây gì nữa. Tính mua và bán cho nó vui quý vị, chứ cái này thì cũng không có lời gì chứ. Này là coi như bán văn nghệ đó, không có lời gì chứ, công đóng cái hết trơn rồi. Rồi đây cây số 1 ha, đây cây số 2 nha, đây cây số 3 nha, cây số 4, cây số 5. Cái này mua về ghép tiểu cảnh, gọt cái bầu nhỏ xíu vậy luôn nha quý vị, gọt nhỏ xíu luôn. Tại cái này là cái bầu này đó là mình gọt thoải mái nha quý vị, riêng về chiếu thủy, nhưng mà cái dòng ba xưa này cũng vậy, gọt thoải mái luôn, không có gì sao chết chóc gì trơn. Gọt ra và làm cái tiểu cảnh, anh nào mà không có hiểu ý, không có biết nó đâu, muốn gọt muốn làm gì đó mà không hiểu thì cứ nhắn tin qua Zalo nha quý vị, tôi sẽ tư vấn cho quý vị nha, chứ để mình không biết rồi mình làm không có đúng rồi nó chết queo hết uổng lắm nha quý vị. Bây giờ muốn mua lại cũng không khó, khó mà mua lắm. Tại giờ cái này là tôi chỉ là đi chơi rồi tôi mua về vài ba cây tôi giao lưu quý vị chia sẻ thôi nha, chứ gọi nó mà bán kiếm lời là không bao giờ đi mua cái này về bán, mà bán với cái giá này nữa nha quý vị. Rồi thôi xuống luôn nha quý vị, anh nào mà có muốn mua về có gọt nhỏ xíu gì vô chậu thì cứ nhắn tin qua Zalo rồi tôi dẫn cho nha quý vị. Rồi xuống luôn nha, Zalo tôi thì cũng cái số bán hàng đây đi nha quý vị. Rồi xuống luôn.